Chào con nông dân cả nước nha. Nay em lên con máy cắt cỏ Mitsubishi TBE27 Made in Japan nha mọi người. Con này có đóng lốc Made in Japan luôn nha. Lốc còn trắng quá đẹp nè. Đó. Chế Wandro 2 kim ha. Kim nhỏ như kim trên ha, chỉnh ha mọi người ha. Xăng này rất là tiết kiệm xăng luôn nha mọi người. Đó. Xăng lớn còn trắng này không bị vỡ nha. Ốc nè. Đó, không bị vỡ gì hết nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Lốc rồi nè. Máy này công suất 26 27 cc, nồng 34 ly nha mọi người. Đó. Sản xuất tháng 3 2016 có QR ha. Tâm nhôm nha mọi người. Không cần 24 ti 7 khía ha. Chế quanh rồ nha mọi người, chế quanh rồ 2 kim. Hai họng gió ha, một cái kim xăng đó, góc nè, chú bơm rin còn trắng luôn nha mọi người. Này em câu xăng ngoài cho nó nhanh ha. Đó, về mọi người đổ xăng hai thì vô ha, xăng pha nhớt hai thì vô chạy thôi đó. Xăng nè đẹp luôn, bao chảy nha mọi người. Máy nguyên zin ha, chưa đụng chạm mình nha, nguyên nhật zin hết ha, từng dây ga công tắc rồi ha mọi người ha. Đó, ca dắt nè, đi đeo nè, đeo bãi nha mọi người, rất đẹp luôn. Đó, tay lái nè, ca dắt nè ha. Đó, bạch kim màu đồng ha mọi người ha. Đó, này 2017 nè, UBE 272 nè. Đó, tem mắt rồi nè. Thì đẹp luôn. Trắng cỏ nè mọi người. Ốc là thằng sắp tới luôn. Là bò nè, lăn im nè. Pin luôn nha mọi người, ca dắt này ha. Đó, bò rất im ha, bền bỉ nha mọi người. Trắng bát rồi đủ nha mọi người luôn. Quá đẹp luôn nha, xài cực kỳ bền ha. Em cũng vô mở bò với này kia rồi cho mọi người hết ha. Tâm ti mà đầu bò đầu chén dao vô hết cho mọi người rồi ha, mở rồi chét hết, sợ bãi về nó khô á mọi người, vô đầy đủ cho mọi người ha. Đó, tình trạng máy nè, tay ra bóp nha mọi người. Đó. Còn con này đẹp nhất ha, hết rồi nha mọi người. Đó, on up đây. Đó. Lên ga xuống ga rất êm ha, dài nè, lại nè. Đó. Mức ga bự nhỏ nè, rất đẹp luôn nha mọi người. Tay cái bóp rất đỏ luôn, có đệm lưng nè, rất trắng sáng ha, quá đẹp nha mọi người. Cái bãi nha kìa, nguyên zin Nhật ha. Em check giá là giá mới bên Nhật là 2 triệu, có 15 triệu nha mọi người. Nè hơi nè, hơi cực kỳ căng luôn. Đó. Đó. Máy trợ lực ha, để pha xăng nhớt gì của nó nè. Đó. Máy quá đẹp. E gió nè mọi người, bật tắt e gió nè, sáng sớm mọi người bơm xăng ha, bơm xăng là bật e lên, giật chạy rồi bờ rồi đóng e xuống nha mọi người, mở e ra ha. Đó, rồi giờ chạy bình thường nha. Đó, thì máy em là bao ship toàn quốc, giá là 2 triệu 150 nha mọi người, được tặng một cái bắt cước nè, cải tiến ha. Đó, bắt cước cải tiến nè. Đó, thì có dây cho sẵn cho mọi người ha, dây cước pháp gai nha mọi người, về cắt ngon lành ha. Một cái tiếp mở bugi đầu dao nha mọi người, và một cái lục giác 4 ha. Đó, chặn nè. Và một cái bugi. Đó, và một dao cắt Thái Lan 2.1080 ha. Dày 3 tấc nha mọi người. 1.8 xăng á. Đó. Dày ha, cứng cáp nha mọi người. Dao này được khách khen á. Bén với lại nó đầm ha, nó không có mỏng quá. Mỏng quá nó quơ, nó rung ghê lắm. Dày chắc ăn chắc chắn nha mọi người. An toàn nha mọi người ha. Có
có nhiều khách xài nó mòn vô tới đây luôn nè, vẫn còn sử dụng ngon luôn. Đấy nè, rồi quá tuyệt vời ha. Kiểm tra bê tông cho mọi người hết rồi ha. Máy chơi lực nhẹ ha, mạnh nha mọi người, phát cước phát dao rất là tiết kiệm xăng luôn, em quay tiết rất là kỹ cho mọi người luôn ha. Đó, máy em thì bao ship toàn quốc và đầy đủ phụ kiện nha mọi người, như nói ha. Số điện thoại em 0936769791, có Zalo. Phải bao lên một hai con máy mới cho mọi người xài tham khảo chơi ha. Chứ gần cũng bận cũng ít lên máy cho mọi người. Tại mình cũng làm bên năm cơ rồi kia dưới bên điện lạnh đó, nên rất là bận luôn. Đó. Lâu đăng máy lấy tương tác cho mọi người ha. Em thì bán cửa hàng uy tín nha mọi người, không có tào lao nha, mọi người yên tâm ha. Rồi em test máy giật nổi nha mọi người, bật con tắt nè, em xăng là và e gió nè, em giật cũng chạy ha. Nãy em đạp cấn dây ga nha mọi người, cấn đây nè, đó. Nó bị nhảy ra cao ha, nè, giật lại nè. Máy nè rất là thanh luôn, bảo hành cho IC cho mọi người 3 tháng luôn nha. Quá đẹp, máy quá đẹp luôn mọi người, lên ga nè. Test hết rồi ha. Dịch này. Rồi, ok nha mọi người. Đó, số điện thoại em là 0936769791, có Zalo ha. Rồi, bye mọi người. Ai chưa chọn được máy nghĩ thì nhớ đăng ký kênh cho dõi nha. Để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ em nha. Bye mọi người.